Xin chào thưa quang và mọi người trên diễn đàn. Happy birthday Và đừng nói vô hùng là phải nói trước cái cầu để gì là mình rất buồn với mấy cái thằng cha mà bà quê sổ lá này. Chứ ngày người ta gọi là ngày giỗ của vua Hùng mà mang ra đi bánh sinh nhật với đi mặc quần áo thì ngày ngày lễ cúng như tế mà đi cuối cùng dạ, hát cái như ông bài là táo Hồng coi như Kông, là anh Nguyễn Văn thấy không, y như ông táo Hồng Kông hăng đấy, ngạo nó mà mặc có đồ y như mấy ông táo Hồng rồi Kông mà đi cúng cúng tà. rồi Cái và vấn lại đề hát đó là gì anh Nguyễn Văn với bài mọi người, dạ nó là gì đúng không, tức là trong ở đây thì trong hắn hài. mình dùng cái từ mà sổ lá không có sai đó, ngay cả tổ mà họ còn sổ lá, họ còn xin tạc được nữa thì xin hỏi mọi người cái thứ gì mà họ không xin tạc được, đúng không ạ? Mình thấy Ngay cả ông đúng tổ là mà rồi còn xem còn dạy được nữa là đúng không mà đấy đó. bây, cái đoạn đó là sinh ra thì không có đảng phái tôn giáo chính trị hết, đấy là cái gọi là ngày ngày quốc giỗ, ngày cái giỗ thì gì tới dâng hương rồi ta làm cơm cúng đến nôm na là đi là nó phải là như thế, mang cái bánh sinh nhật thì bắt đầu là súng tay rồi cũng chổng tay nhau lên để làm một hát một cái bài là sinh nhật, chứ không hiểu cái bọn nó nghĩ gì nào. Đúng từ cái thằng già đi nó có thể nói được cái loại đó là nó không hiểu cái gì cả, dù cố tình hay là vô ý thế nào, nhưng mà cứ tóm lại cái bọn là láo nhà láo nháo thế là thua là đúng thôi. Nói ai nghe cái loại người đấy đúng không. Thôi thì bây giờ cái việc cái đề tài đấy mình cũng nói Dạ thêm thế thôi, chứ còn bây giờ cho ta quay lại thì vừa rồi là Xuân rồi các bạn này đến là cũng tham gia chia sẻ, thì thực tế ra thì mình cũng không dám nói là mình là tự hào trong cuộc chiến, nhưng mà có thể nói là cũng như hạt cát thôi, nhưng mà có thể là tham gia thì mình là dân ở Bắc đi vào thì mình cũng nói thêm một số cái để cho các bạn mà chưa đi hiểu thêm, chứ cái này là sách vở và cũng nhiều nó nói rồi. Thế theo quan điểm của mình mà tức là tại sao là những cái người lính ở Bắc này là vào này, hai là ở bản thân ở trong Nam là trốn tránh ra bà là ra gọi là ra 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 biên hay ra đi đi ra là kháng chiến ấy. Đấy. Thì là đi ra thì tất cả nên có một chung một cái lý tưởng, mà cái đi họ không bao giờ nghĩ màng đến một tí kinh tế nó hết, và đi sang là xác định là khổ, ở nhà sướng hơn, xác định là thế. Đặc biệt là các anh các chị những người mà đi ra ngoài gia cư đi tham gia hoạt động cách mạng, thì mình nghĩ là những cái người đó là bọn mình ở Bắc vào, nhưng mà là cũng khâm phục những cái người đã tham gia đấy, chứ không phải bao giờ là cái số mà Bắc vào đâu, mà chính bản thân trong Nam những cái người mà bỏ quê hương rồi điều kiện ở thành phố như thế mà ra ngoài bưng biển rồi ra ngoài cứ đi tham gia hoạt động cách mạng họ khổ nhiều đấy, nói đúng là khách quan lên đấy. Nhưng mình nghĩ là chung có một họ chung một cái lý tưởng là ghét bỏ chế độ mà họ cũ đấy mà họ tham gia thôi. Nhưng bây giờ mình nói cụ thể thêm ở chợ Bắc à, nói cũng nhất trí với các bạn, nó nói là cái chuyện này vừa rồi cũng đưa trước đây đây mình cũng nói rồi, như bản thân mình là lúc là mình đang học lớp 10 ở lúc đây ở Bắc là cái hệ 10 trên 10 chứ không phải 12 như giờ đâu, chứ lúc đó là học có 10 năm hết chương trình phổ thông vào đại học đi trung cấp là học thế thôi, nhưng mà mình đang học lớp 10 thì cũng đi. Nhưng cái đặc điểm mình thấy là đối với đi thì nghĩ thế này, khi mình cũng lớn lên thì cũng tầm năm bảy đi thì 72, nhưng mà khi mình lớn lên mình đi mình thấy đi đi là cái nung nấu căm thù Mỹ ngụy là như tại sao mà đi á, thì mình thấy là dân ở miền Bắc á, khi mà mùng 5 tháng 8 năm 64 mà khi Mỹ mang máy bay ra bắn phá miền Bắc thì cái lòng căm thù Mỹ nó dâng cao lên lên hẳn, gần như là một cái bước ngoặt đấy, bởi vì người ta nghe rằng Mỹ nó ác như thế là rồi Diệm rồi Thiệu rồi tới tất cả như thế, các cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ác như thế, nhưng mà họ cũng chưa chứng kiến được nhiều. Nhưng mà khi máy bay mà ra là bệnh viện đê điều, trường học bệnh viện là không 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 tha bất cứ một cái gì cả, gây cái tội ác, và nhiều người là biết anh hy sinh rồi ở nhà đi như một cái đi trả thù đấy, có thể là nói như thế, đi trả thù cho những người là cho những có người, gia đình là 2 3 con hy sinh, gia đình 5 người lính là đi cả nam kế cả nữ đi thanh niên xung phong thì đi bộ đội đâu nữa, là đi hộ lý tưởng, chứ còn để nói với bạn là không có này. Mình mà đi lúc đầu tiên hay gì đi lúc đầu tiên là tháng 5 đồng thôi đấy, gọi là gọi là phụ cấp trong cái lương, mà bản thân mình thì có được 5 đồng chứ gia đình không có một cái trợ cấp một hào một xu nào hết đấy, nói thẳng thế này
nghĩa là đi tháng chứ có năm đồng rồi, hết huấn luyện thì bắt đầu vào Nam. Đấy, bắt đầu đi, mà đi với trước khi đi ấy, thì cái phong trào đi là hoàn toàn tự nguyện. Để cái tự nguyện thì mình thì cũng không nằm trong cái đối tượng lắm, lúc mình đi cũng 47 kg, 47 kg thôi. Đấy. Nhưng mà cũng trong cái đợt đi địa phương thì cũng có những anh là nó 39 40 nó gầy nhom mà, nhưng mà đi thêm là viết viết bằng bằng máu thì nó chỉ cái tay châm cái kim cũng không cả toàn bộ mà lá đơn đâu, nhưng mà chủ yếu là cái đơn xin nhập ngũ này, là hai là ký tên là cái thường nó là bằng máu, chứ cũng không phải cả một cái lá đơn dài để mà viết máu hết. Còn cái chỗ khác mình không biết, nhưng cái đoạn đó là có thật. Đấy. Hai nữa là không đủ cân nữa thì bắt đầu là chùa gạch, nhưng mà không phải bố cái này người ta khám người ta không biết đâu, khi mà đi khám cũng khám chứ không phải là nói như thế là đi đâu, đi cũng khám kiểm tra tim mạch cho một số cái bệnh như là ngón tay bóp quà mà nó không hoàn chỉnh, nó bị tật ấy, thì cũng không không được xếp vào, cũng không xếp cho đi đấy. Và cũng những cái trường hợp mà có gia đình là có anh hy sinh, có người nhà hy sinh rồi hoặc là đông đó đi nơi thì vẫn có chế độ là lại, nhưng mà hầu như là họ tình nguyện hết đi đấy, là khi đi, mà khi đi ấy, là cái ngày gọi người ta gọi là nhập ngũ, người ta gọi là ngày ngày tòng quân nhập ngũ, đến lúc con vui lắm đấy. Đi là đến là về đảng này, chính quyền này, xã đội này, cho các đoàn thể như là thanh niên này, phụ nữ này, rồi hội phụ lão đấy. Các cụ như là người thì tặng đưa cho cái gậy này đấy, kỷ niệm mỗi người một cái gậy này, rồi phụ nữ thanh niên thì là vòng lá ngụy trang này đấy. Đấy. Phụ nữ thì mang ra là đến cái ngày mà đi sẽ là nước uống này đấy, rồi tặng là khăn này đấy, rồi gọi lúc đấy ở Bắc gọi là cái quyển sách cất nê, tức là cái sổ con đấy, là tặng và viết lưu niệm, và đưa từ địa phương đi đến nơi là tập trung đó, là nó vui. Lúc đấy xe đạp chứ đâu có xe 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 máy đâu, ô tô đâu, mà đi chủ yếu là ngồi xe đạp, là lai xe đạp có khi đi 3 4 cây số, có chỗ là đi với hàng chục cây số là đi tòng quân này, như thế đi nó vui như một ngày hội. Xe đạp là treo cờ này đấy, thì Quang Thư cứ hình dung, các bạn cứ nghĩ ra nó lúc là đi nó khí thế lắm đấy, nó vui lắm, mà hoàn toàn tự nguyện, chứ không có cái đoạn là gọi là bắt quân dịch với trốn quân dịch như trong 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 Nam. Trên cái người lính đi nó tự nguyện này, cho là đi nó vui lắm đấy. Đấy là cái ý đi ngay đi bắt đầu nè, chứ còn góc độ kinh tế như mình nói là ở Bắc thì như thế, nhưng đi vào Nam á, thì mình đi vào Nam thì bố mẹ là lúc đấy là lúc đi thì chưa được gì đấy. Nhưng mà đến lúc mà đủ tuổi là hết tuổi lao động đấy, thì ở ngoài Bắc là được trợ cấp, thế là bố hoặc mẹ mà được hết tuổi lao động thì được trợ cấp 10 đồng đấy, là trợ cấp được 10 đồng, mà 10 đồng đi nói gì thì lính đi mới thì 5 đồng, mà sau trợ cấp được đi có con đi miền Nam thì đi B đi C chắc là sang Lào thì được trợ cấp 5 đồng à 10 đồng là hết tuổi nghĩa vụ, chứ còn tuổi nghĩa vụ cũng không có cái gì hết. Và lúc đấy chủ là giấy khen hoặc bằng khen nếu có, chứ còn cái kinh tế thì không có. Còn vào trong Nam thì bây giờ như bọn mình đi vào trong đấy thì đưa tiền ra làm cái gì, có đâu mà mua, thì hầu như là gọi là lương bổng phụ cấp hầu như bằng không, có thể nói gần như bằng không. Đấy. Cho nên là cái trường hợp đi không nặng về kinh tế, không có một cái gì rất vui vẻ mà đi đấy. Thì mình đi 72, nhưng mà là đầu năm 73 bắt đầu vào đấy. Thì khi mà vào thì bắt đầu trên đường đi là đã ký hiệp định và đi một mạch qua dọc Trường Sơn thì bắt đầu đi, thì đi trên đầu là cũng là gặp dân gặp trước thì đón chào vui vẻ. Cho nên lần trước mình nói rồi, khi mà đến chỗ Lò Gò xóm giữa chỗ Lục Ninh ấy, là chỗ chỗ đấy là mình sang bên kia Vàng Cỏ Tây là nằm đấy 2 tháng là bên đất Campuchia, sau đấy đi một mạch xuống Campuchia xuống tận dưới An Giang Kiên Giang là bắt đầu qua sông Minh Tuế là bắt đầu là sang phía sang đất Việt, mà đi chủ yếu là đi ban đêm. Thì lúc đấy mình nó nói là qua Campuchia mà cái dân Việt của mình lúc đó Pol Pot thì nó cũng đã hình thành rồi, cái vùng giải phóng của nó là mình mới đi được, chứ lúc đấy là luôn luôn Selig Matat là đảo chính đối với Sihanouk rồi, cho nên là lúc đấy là cái vùng giải phóng mà đi, thì lúc đấy nó đã trở mặt rồi, nói thẳng với con đấy lúc đó nó trở mặt cho cái người Việt của mình nhé, thì đi qua sông thì họ đưa đò ra thì họ cũng nói thẳng rồi, họ vô tình hay cố ý như nào thì mình không biết,
nhưng mà họ vẫn đi ra mà là làm đấy. Bây giờ đi đến là bắt đầu qua đến các kênh bộ đội là bắc vào thì họ cũng khen nhiều, và xong đó là họ vút từ vai đi xuống, xuống qua cái xương cụt đó, xin lỗi là xương cụt xuống, vì nghe không báo là cộng sản là có đuôi đấy, có đuôi mở rừng là vờ có đuôi, sẽ là dân họ là vô tình ấy hữu ý biết, nhưng mà nói chung là chắc là cố ý họ cứ vút nhẹ bắt đầu ôm hôn, nhưng mà sao họ lại vút nhẹ bờ, hầu như là mấy anh điều sau này nói là điều sợ cái khâu đít là điều bị sợ đấy, chứ chắc phải xem có đuôi cộng sản nó có đuôi không đấy. Rồi bố tại sao mà thông báo nói là bây giờ cộng sản này như mấy con khỉ trong rừng ốm yếu, rồi quân giải phóng như thế nọ đi kia, bảy anh sáu anh mà không không đều một cái cảnh đu đủ không gãy đấy. Chứ là bỏ đi và sao họ nói thẳng bây giờ các chú đi như thế như là xong đến rồi không biết là đêm nay hoặc sáng ngày mai chúng tôi như thế nào, chứ bọn là ở địa phương đây Pol Pot là có khi thủ tiêu đi giết và đuổi khỏi cái vị trí này, chứ là không biết thế nào, nhưng mà muốn chứng kiến cho là ở miền Bắc vào đấy. Thì là cái đoạn là trên đường đi, nó còn đi vào đến bên trong kia thì qua sông Vĩnh Tế thì bọn mình sang bên kia thì hầu hết đi đêm, chứ không biết bằng không được ở bên ngày, nhưng đi đêm cho nó cũng không biết được. Nhiều cái đêm là bắt đầu là cứ qua sông thì bắt đầu là bơi đấy. Còn cái sông Tiền, sông Hậu thì lúc đấy là có tàu, có xuồng, cái dạng cái xuồng máy cu lia 7 gì đấy, lúc đấy là thuyền là cứ tiểu đội, có một tiểu đội to thì tiểu đội phía hai rồi bắt đầu đi, nhưng mà mình thấy là đêm cũng mênh mông, toàn bên đêm là đất lạnh lạnh rồi sóng cho mình không biết, nhưng mà giao liên thì những người đưa đường thì họ cũng nói thẳng ra là tinh thần ở đấy, nếu nhưng mà đêm thì chọn gặp hay gặp cano của nó đi tuần nhảy qua lộ 4 đấy. À, lộ cây sắn thì bảo là đấy là đến là rất nguy hiểm, vì đấy là hầu hết là dân Nam Thái Sơn, đấy là dân Bù Chu Phít Diệm, một số là đi Thiên Chú Giáo ngày xưa ấy, thế là vào ở trong đấy là cái qua đấy, qua cái kênh đấy là cũng rất nguy hiểm. À, qua cái kênh qua cái đến là phải chạy. Anh Nguyễn Văn, cái năm 73 74 là anh có trong Nam chưa? 73 đầu 73 tháng 2 là 73 là bắt anh vào. Anh có thể kể lại cái vụ mà thảm sát Cai Lậy được không? Anh biết cái vụ đó không? Không biết đâu. Cái đoạn này sau này thì sau này vi biết, chứ còn cái lúc là Cai Lậy thì không biết. Vào là đi một mạch vào trong đấy, mà đến tháng 2 năm 73 bắt đầu vi vào. Tháng 3 vi vào, nhưng mà ở thì giữa cuối năm 73 trong đấy xuống dưới miền Tây, mà còn đi trên đường với phương châm là gặp địch là tránh. Tức là đi để yếm quân vào trong miền Tây Nam Bộ và tăng cường cho quân khu 9. Chứ còn cái số nào tùy theo đơn vị chức năng, chứ cũng không phải là cứ gặp là đánh, đánh rồi đến lúc là phải đánh lại thôi, chứ còn đâu tránh được là tránh thôi. Đấy, vì là cái cứu là cũng là bí mật mà, cho nên là vào đưa vào để để quân số đưa vào, chứ vì lúc đấy là chức trung ương là chuẩn bị cho năm 74, 75 là 75, 76 là giải phóng mà, cho nên là đưa quân là hầu hết là yếm quân là chính, cho nên là không công khai. Đấy, cho nên là vào, còn cái số nào ở đâu là cứ đi đến đâu, cái nhiệm vụ đến đâu đấy, vì bí mật sự mà, cho nên là cứ thế là đi vào thôi. Thế mình nghĩ là nói như thế, thì bây giờ là nói lại với cái quay lại cái ý chí và cái lý tưởng của người cách mạng, của quân giải phóng lúc đấy là nó vô tư lắm. Đấy, nói không phải là nói bây giờ xong thì nói thế đâu, nhưng mà cái lúc là đi nó rất vô tư, mà cảm thấy là mình đi là đi thôi, chứ còn cái chết cũng coi như nhẹ cái như lông hồng. Chứ không phải là vấn đề gì là màng với đầu tính đến đầu ngũ hoặc là tự thương là thiết đó. Đấy, mình thấy là một, và hai là khi vào trong chiến trường thì lại mới thấy một cái nữa là gì, đối với mình á, là quân giải phóng á, là với cách mạng mình là đối với dân á, là rất nghiêm khắc. Đấy, tức là không được ăn trộm ăn cắp, không làm mất lòng dân, đi đâu là mẹ cả con là quân chung. Đấy, là giữa quân dân như cá với nước, đấy là một cái quan điểm. Chứ không có anh nào là nói đối với dân nào đến chả biết là như thế nào, như là tất cả là má hết, ba má hết và các con hết, tức là cái tình cảm là giữa quân với dân là nó gắn chặt lắm, cho nên là cái sự đùm bọc của dân nó rất cao. Đi vào đến đâu ở Bắc cũng thế, đi trên đường vào dọc đường Trường Sơn mà gặp người dân tộc cũng thế, rồi đến vào cái lối lò gò xuống giữa bọn mình ở bên Thái La, bên Campuchia mà cứ bơi qua sông vàng của Tây sang bên này, là lúc sang đến nơi là gặp cái vùng nó là vùng giải phóng rồi, nhưng mà họ sang đến nơi họ cứ cho thuốc thôi mà, các má có biết là bây giờ thuốc thì bán dừa, vẫn đến nơi là tóm lại là quân giải phóng là cho, hầu như là cho chứ không bán. Đấy,
thích thuốc lá là ara quân tiếp vụ cho đến dân thường Afghanistan rồi đến nơi tất cả là đến là ruby, tức là cho không đấy, cho họ rất quý lắm đấy. Trên diễn đàn là thực tế giải phóng miền Nam và trong năm 75 thì mình có ba chiến dịch Tây Nguyên này, mà chính Tây Nguyên nó là Thiệu là sau này là nhiều báo chí mà kể cả là bên Mỹ nó cũng xác định là đấy là một cái sai lầm, gọi là rút lui chiến thuật chiến lược là chính nó bị sai lầm. Và mình đó là chiến dịch số một, ta có ba chiến dịch, thứ hai là Huế Đà Nẵng và chiến dịch thứ ba là chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhưng mà có cái là theo mình nghĩ là tại sao mà hắn tan rã nhanh như thế, mà tan tan rã mà cái sự thương vong của hai bên lớn nhất là cái trận Xuân Lộc thôi, chứ còn ngoài ra nói chung là hầu như là tàn phá nó không nhiều, đặc biệt là đối với Sài Gòn. Đấy, mình phải nói là đối với Sài Gòn, ta gọi là Sài Gòn đốt chưa đủ tên đi, vì tháng 7 năm 77 thì mới đủ tên thành phố Hồ Chí Minh, từ cái lúc đấy thầy Sài Gòn gia đình thì mình thấy là cái đầu tiên đấy là cái tan rã nhanh, mà khi mà rút lui chiến lược của thằng của Nguyễn Văn Thiệu mà khỏi nóc Trà Đông Dương ở Tây Nguyên ấy, là cái lúc đấy khi nó rút ra thì nó theo một cái phản ứng dây chuyền đó là ra là bắt đầu là tướng quân là bắt đầu hỗn loạn từ đấy, và sau này là cứ thế là lui, đi đến đâu lúc nào cũng tuyên bố tử thủ, từ tướng đến quân đến tổng thống là đoàn bị quân giải phóng đi đâu là đầu hàng mà bỏ chạy đấy. Từ Huế Đà Nẵng cho đến vào Phan Giang Phan Thiết và đến Xuân Lộc, kể kể cả là Xuân Lộc thế đấy, tướng tướng Lê Minh Đạo này nói như thế, là còn thậm chí là lúc đấy là chặn được vài và cuộc tấn công của mình bị đẩy lui, và sau khi dàn dẹp rồi cuối cùng cũng tuyên bố là tử thủ, bước qua xác chết nhưng mà cuối cùng là cũng chuồn hết, mà chuồn từ tổng thống chứ đi mà chuồn hết, mà khi đi là kéo theo vợ con đi, chứ mà gây lại thì thành ra là cuối cùng là gì, từ những cuối tháng 3 cho sang đến đầu tháng 4 chứ đi là liên tục là tướng tá là bắt đầu là bố trận, là bắt đầu đi lui binh lui quân mà tìm đường thoát thân là chạy đến nước ngoài. Còn dân mà tại sao mà dân mà đi xéo đi kèm, thì đây là một cái gọi là cái chiến thuật của nó là đi kèm theo dân, là với một cái tuyên truyền là gì, ở lại sẽ bị cộng sản nó tắm máu, và cho nên là kéo dân đi, nhưng cái chính ấy, là đưa dân đi kèm theo lui để mà rút chạy ấy, là mục đích chính là đưa dân làm bia đỡ đạn đấy, là cái thâm của nó là đưa đi, nghe thì có vẻ là đấy là đi quốc gia gọi, nhưng mà vì là tuyên truyền là ở lại thì sẽ bị cộng sản tắm máu đấy, rồi rút mông tay mông chân, cho nên là cuối cùng là dân họ sợ. Đấy, không biết mô tê gì biết, nhưng mà nói thế là bắt đầu sợ rồi bắt đầu chạy, chứ là đi, chứ chính ra là cái mục đích chính nó là nó đi kèm vào dân, đi kèm là nếu như mà mình đánh lui cái quân rút chạy quân chạy thì sẽ là dân sẽ bị bom rơi đạn lạc, và lúc đấy là sẽ tuyên bố là sẽ là rêu ra rằng là cộng sản là giết cả dân đấy, cho nên cái mẹo của nó là chính là như thế, cho nên dân lúc đấy là đi là bắt đầu chạy, chứ còn những người dân họ có biết, thì có những người họ rất bình thường đang buôn bán bình thường có ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà cứ gọi là bắt đầu đóng cửa là bắt đầu là cứ theo cái dạ phản ứng dây chuyền, cứ thế là bắt đầu nghe nó thì bắt đầu chạy, một cái mục đích chính của nó là kéo dân đi là để làm bia đỡ đạn đấy, làm cho là hạn chế cái tấn công của ta theo đường rút nó đấy, là mình thấy là cái mưu của bọn đấy là chính là như thế, chứ không phải tốt đẹp gì. Và sau này mà dân mà di tản đi nhiều đi thì cũng theo cái chiêu bài đấy là sẽ có một cuộc tắm máu, chứ là đến là lại một là sẽ là khích lệ có đến, mà nếu không đánh cộng sản không đánh quân giải phóng thì giải phóng nó vào nó tắm máu thì mình cũng chết, cho là buộc lòng phải đánh, hai là phải bỏ chạy, chứ là có hai con đường đấy, anh nào mà kiên cường mà dũng cảm thì thôi đi đâu cũng chết, thì bắt đầu chiến đấu đến cùng chống cộng sản đấy. Hoặc là sợ quá thì bắt đầu bỏ chạy, cho nên sinh ra thì hầu hết là bắt đầu là cái bỏ chạy, cho nên nó bị tháo chạy thâu cái đấy, chứ còn mình nghĩ mà vào chiến đấu, nhưng mà theo cái chủ trương của đảng mình mà bây giờ là mà cứ đánh gặp đâu thì giết, gặp được lính đến nơi thì không có đầu hàng thì cứ thế dùng súng mà lia, thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng tất cả là đã đầu hàng là thuộc chính sách tù hằng binh, không bao giờ đến nơi chứ bổ súng, mà thậm chí là súng nó còn không tước, nó còn đang để mà đâu đi qua, cho nên là đi đến đâu là vứt quần vứt áo ra vứt súng bắt đầu chạy, thì là lính ngụy lúc đấy là quân lực Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa là nó cái tình trạng nó như thế, tức là vứt lại, cho nên là tạo ra một cái phản ứng dây chuyền.
và cứ nghe đến nơi bắt đầu là sợ, bắt đầu là bỏ chạy, chứ chưa nói đến các nghe các cái tướng mà tranh nhau bỏ bộ đi đấy. Và cái chính sách nhân đạo của mình lúc đấy là gì? Mở đường đấy, tức là nếu cho rút thì rút, vì với tinh thần là đánh cho Mỹ cút, đánh cho người nhào, chứ không phải là đánh cho chết. Cho nên là khi mà Mỹ lập cái cầu hàng không mà để chạy di tản ấy, thì mình không bao giờ được đụng chạm gì đến cái máy bay và những cái đờ. Khi đã rút chưa rút mà tướng ta Ngụy và bỏ chạy đi thì cũng để cho chạy, chứ là không không giết anh nào chạy thì cứ để cho chạy. Cho nên chính vì thế cho nên là mình là Sài Gòn hầu như là đấy, nói như cái vụ của Bác Cầm mà hay nói ở trên đấy là, mà người ta nói đến cái bóng đèn mà còn không vỡ, tức là coi như là gần như là bảo lưu cái đoạn đó, là cái tính nhân đạo của nó là mà ta là không có cái chuyện là đánh giết cho đến cùng đấy, phải mở ra, không thích trở lại thì chạy cho chạy. Chứ còn lúc đấy thì đủ dư sức để mà chặn những chuyến bay trực thăng thì có cái gì đâu, đủ sức để mà đánh để chặn, nhưng mà tại sao mình có đánh đâu, không đánh, chạy cho chạy đấy. Cái đoạn đó là mình thấy là cái tính nhân đạo của mình nó như thế đấy. Chứ còn gọi là nó cứ tuyên truyền đấy mà đi, bây giờ nó vẫn cứ tuyên truyền cho rằng là Việt Cộng mà đã vào là sẽ gây một cuộc thảm sát theo như thằng Mỹ hắn dự kiến. Và nó tuyên truyền trong nội bộ là về đến nơi là ít nhất là cái tầm khoảng 2 triệu, 1 đến 2 triệu là sẽ bị Cộng sản giết. Đấy. Cho nên hắn tạo ra một cái đến nơi là về cái tâm lý là bỏ chạy. Cái tâm lý chiến có lúc đoàn phổ biến tương đối mạnh, nó thông báo lại cho dân cho đến nơi làm, cho gây một cái náo loạn là thế. Đấy. Nhưng mà thực tế ra thì bây giờ là chứng minh rồi, không có cái chuyện đấy. Đấy, thì mình cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà thực tế ra đến giờ thì cũng chả hay ho gì, hai bên chiến tuyến cũng là người Việt với nhau cả. Trên bản thân mình cũng như muôn người khác là cũng thấy là trong chiến tranh là bảo vệ mục đích lý tưởng của mỗi bên là mà không được khác nhau, mà mục đích chính là thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thế thôi. Đấy là cái quan điểm nhất ở mình lúc đó. Ngoài Bắc mình học chính trị cũng thế thôi, cũng được đến là mục đích chính là đánh cho Mỹ cút, đánh cho nhào. Đấy, dù đốt cháy dãy Trường Sơn cũng giành lại được độc lập cho dân tộc. Đấy là cái đưa ra của Bác Hồ, là đưa ra từ những năm 46. Đấy. Thì đến giờ cũng thấy vẫn cái quan điểm là chính, chứ không có cái quan điểm gì khác. Mục đích chính là như thế. À, và cái nguyện vọng và của toàn dân ta là bây giờ là đã thống nhất non sông quy vào một mối rồi, độc lập dân tộc rồi. Thì bây giờ là dù lý tưởng nào nhưng mà đảm bảo được cái trật độc lập dân tộc. Đấy. Là cái đối tượng trên Bác Hồ, bác có nói là giành được độc lập dân tộc nhưng mà không tự do là cũng không coi như là không giá trị. Đấy. Cho nên là độc lập tự do. Đấy. Bây giờ là đến được cái tự do của mình cũng được phát huy, chứ cũng không như cái bọn là nhố nhang nói trời nói đất ra như thế. Là đấy thì mình cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà thực tế ra thì đối với so sánh cái lực lượng thì đối với Sài Gòn lúc đấy là Việt Nam Cộng Hòa là về quân sự đứng thứ tư thế giới, đấy là quân sự rất mạnh chứ không phải là kém. Thế còn miền Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là có mấy đó, làm sao mà quân sự là bằng được miền Việt Nam. Nhưng mà chính là không có mục tiêu, không có lý tưởng. À, cho nên mà lính, cho nên là ra là bắt thì bắt lính, chứ không có tự nguyện như dân Bắc lúc đầu mình nói. Chính vì cái lý do không có lý tưởng, không có cái mục tiêu nó rõ ràng, chỉ vì những các cái đấy chạy đi là phi nghĩa, cho nên cuối cùng là thất bại là đúng thôi. À, chứ có không có cái gì mà phải nói mà ăn đậu ở nhờ và sống là sống trên mồ hôi, sống trên cái sự viện trợ của Mỹ, từ kinh tế chính trị cho đến các mặt, là hầu như là đến một người lính đi nuôi cả nhà. Đấy, và chính là ra như thế cho là sống là được cái trợ cấp như thế, nhưng là không chịu làm không đến. Đấy, là một. Nhưng mà riêng công tác tư tưởng thì mình thấy là cái công tác tư tưởng, công tác chính trị ấy, thì của Việt Nam là mình thấy nó cũng khác của Việt Nam cũng Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là hai cái nó khác. Ví dụ như cái người lính ở mình ở đấy là tất cả không có bao giờ có biết bài Nhạc Vàng là cái gì đâu. Đấy, nói rất hùng hồn. Giải phóng miền Nam chúng ta cùng tiến kiến bước thôi. Đấy. Chứ không có cái đoạn là rên rỉ hòa hát rồi bắt đầu xong đánh trận xong quay về vợ con rồi lại đi gái gú rồi bắt đầu là ăn chơi xả láng cuộc đời đi, làm cho cái tâm lý là cũng người là ra trận là sợ sệt nhiều. Cái bọn mình đi đến nơi cảm thấy vô tư lắm, khi đi là gia đình thì không khóc nhưng mà lúc
giải phóng này ra. Như ngay như mình mới đi, lúc đi thì bố mẹ rất vui vẻ, anh em rất vui vẻ, làng xóm người yêu cũng thế, là tiễn đi lên đường thì mấy khi là khóc đâu, trao cho cái gọi cái khăn, mà lúc gọi là cái khăn bùi so, tặng cho cái khăn đấy, hoặc đưa một cái thư tay là hẹn ngày chiến thắng trở về đấy, xây dựng phúc, chứ không có cái chuyện là khóc lóc rên la như thế nào. Nhưng mà khi về, lúc còn sống quay về thì là với gặp nhau trong niềm vui với cô tiếng khóc đấy. Mình đấy là thực sự là cái tâm lý mà nói mà đi như là người lính nó vững vàng. Và sau này nếu đi về đến nơi thì vẫn ở đâu đấy, thì mình thấy là vào trong đấy thì hầu như là mình thấy là vào hầu như là cái người mà đi đi lính trong đấy cũng cũng cái số mà học hành đến nơi đến chốn là cao, là cũng nhiều. Chứ còn quân giải phóng thì cái số mà học mà đến nơi đến chốn cũng là một số ít thôi, chứ phần đông là đang học hết lớp 7 thôi. Lớp 7 lúc đấy là học hết lớp 7 rồi là để là đi thôi đấy. Còn như mình bây giờ thì lúc là xong thì về là tiếp tục thì 10 năm ở lính, sau đấy mình đi năm 82 vẫn vào đại học, vẫn đàng hoàng. Bây giờ thì về đi làm tiếp thì bây giờ phải hưu, thế thôi, vẫn là bình thường, cũng là thương binh 37%. Thì trong chiến tranh thì không thể tránh khỏi được, thì đây mình không muốn nói gì, nhưng mà không muốn nhắc lại nhiều, nhưng mà thế này thì cái thông cảm là với nhau đấy. Nói của bác Cầm thì chắc là bác cũng thông cảm, bác cũng thương binh, thương binh phía bên kia, còn mình phía bên này. Hai người thì bây giờ là anh em mình gặp nhau cũng là tay bắt mặt mừng, đấy là quá khứ khép lại, nhìn thấy tương lai, chứ không nên là đi vào cái mưu mô gì đến nơi để mà chống đối lại chế độ nói xấu. Còn mình nghĩ là cái gì tốt thì mình phải công nhận, còn cái gì mà xấu mà mình yêu đất nước này thì tham gia đóng góp đấy, chân tình đấy, thì mình có cái tổ chức dân, có cái phòng tiếp dân của các cơ quan, có đường dây nóng phản ánh lại cái tiêu cực trong xã hội, làm sao tránh được. Thì cái việc đấy đi đúng nghĩa là xây dựng đất nước. Chứ còn bây giờ lợi dụng ra bắt đầu rêu rao lên tiếng, thì bắt đầu là nhặt vài vào cái vụ lụt tồn tại mà chưa kịp xử lý, thì bắt đầu cho rằng đấy là bản chất của xã hội thế nọ thế kia, thì mình nghĩ là không nên. Cũng như là sư Quang nói là trong gia đình ở trong miền Nam thì làm sao tránh được, chờ được có những người là tham gia là bên Việt Nam Cộng Hòa, và cũng có người là tham gia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gì Việt Nam Cộng Hòa, thì cái đoạn đó là về đương nhiên đó là thời cuộc lịch sử, nhưng mà cuối cùng chiến tranh đã lùi dĩ vãng, bây giờ là 46 năm rồi, còn mấy ngày nó 46 năm đấy. Thì cái việc đây nhớ lại kỷ niệm lại chỉ là cái mốc của lịch sử và bản thân của đời người sống 70-80 tuổi, thì bây giờ đấy là mình nhớ lại để làm thôi, chứ cũng không phải là vì nói lên để mà căm thù, không ý gợi là lòng căm thù, mà nói lại đấy là kỷ niệm, có người kỷ niệm vui và có người kỷ niệm buồn đấy. Chứ cũng không phải vì nói lại như thế chắc còn căm thù. Mình nghĩ kể cả cái lúc mà bị thằng cha nó đấy mà kéo pháo mà bắn vào, thì mình bị mảnh pháo đi đến, thì mình nghĩ thì có gặp lại cũng ôm nhau mà cười thôi. Cái việc đấy là nghĩa vụ trách nhiệm của người lính. Thì trong đánh nhau thì phải xung phong, phải đến làm hết khả năng của mình. Một người có lý tưởng đánh có mục tiêu, một người là không có mục tiêu, không có lý tưởng, đó là nhiệm vụ bắt buộc thì đi làm, thì cái việc đó là cũng là bình thường thôi, chứ mình nghĩ cũng không có gì nó nặng nề cả. Việc xong rồi, nhưng mà bây giờ đừng có khêu dậy những cái đoạn mà bây giờ là cứ mục tiêu cuối cùng cứ Việt Nam là tự do hơn miền Bắc xâm lược miền Nam đấy. Thì mình bảo là những cái người đây là nên xem lại quá khứ đấy. Bây giờ là quá khứ là rõ ràng là mùng 2/9/45 là Bác Hồ là thay mặt Tổ quốc Việt Nam là tuyên trịnh trọng tuyên bố khai sinh nhân nước Việt Nam Dân Chủ Hòa, đấy là của cả nước đấy. Và lúc đấy không phải là khởi nghĩa giành chính quyền là chỉ Hà Nội, mà lúc đấy là Sài Gòn, Huế đấy. Huế thì cũng là tháng 8 mà Tô Hữu là vào để là tiếp quản sự thoái vị của Bảo Đại. Bảo Đại là hạ kiếm trao ấn kiếm của nhà vua, cũng tuyên bố một cái câu là làm vua. Anh Quang ơi, có một câu của khách mời dưới họ comment nó dí dỏm, nhưng mà nghĩ ra cũng đúng. Tức là họ nói thế này ngày xưa đó, tức là những người lính Cộng Hòa họ tức là họ pháo kích, họ bắn vô tội vạ, họ có thể pháo kích rồi vô tội vạ, có thể gọi là nhầm chỗ này nhầm chỗ kia, thì đâm ra mới có bài hát là anh rót cho khéo nhé, kéo nhầm vào nhà tôi đó. Đúng rồi,
À, cái lúc đấy thì mình ở bên 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 giải phóng á, bên quận giải phóng mà bọn mình là sợ nhất thì gọi là pháo đỉ, có cái cầu đấy là cầu pháo đỉ, thì không biết là thực hư thế nào vì cũng 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 không nắm được cái đoạn đấy, mà chỉ nói là có một số các trận địa pháo, có cái trận địa pháo đấy mà lính thì không được về nhà, mà bên đấy là nó khuyến khích chờ gái, tức là cái gái làm tiền em, tức là sau khi đến nơi mà cái lúc mà rỗi rãi đến nơi là cho mấy em là lên đến nơi để các anh chơi bời, xong đấy thì nó cứ nạp pháo vào đấy, nạp đạn vào trong đấy thì bắt đầu là chỉ ra cái vùng tự do đấy, cho nên là lên thì bắt đầu nạp đạn nên là cái tọa độ là bắn là cái vùng giải phóng đấy, vùng tự do ta gọi là vùng giới lô, vùng giải phóng gọi là vùng tự do, đây cứ tọa độ ra đấy rồi bắt đầu cho con gái là chơi bời chán, nó xong đến nơi là lên bắt đầu giật cò đấy. Thì bây giờ trúng đâu thì trúng, thì sợ nhất vẫn là cái pháo đấy. Đấy, chứ không sợ cái pháo bầy, mà pháo mà bắn theo cái trận mà dàn trận mà đánh á, thì cứ như cái chỗ nào vị trí mà vừa bắn xong là nhảy đường không chỗ đấy mà làm được coi 100% là gần như là an toàn, bởi vì cái chỗ là không có quả hai trùng lên quả thứ nhất. Đấy, như cái bắn cái dạng là gọi là pháo đỉ, là bắn bắn vừa đấy, nó cứ bắn sang đến nơi là mình không biết là bắn một quả hay hai quả. À, cho nên là đang có khi vô tình, có khi đang cả một cái ngồi mà dưới hầm mà đến nơi thì một quả là gọn luôn, hoặc là đang ăn cơm hoặc đang ngủ có làm chưa có một quả, không có quả thứ hai, vẫn là sợ không đấy, không thì cái việc bắn chứng vu vơ tỏ đấy. không anh Nguyễn Văn à, chứng tỏ Ủa là cái câu này là đúng chứ không, em nghĩ là có thực tế, bởi vì rồi người nhạc sĩ người ta sáng tác nhạc đúng không, thường thường là người ta gọi là tức cảnh sinh tình, có điều người ta thấy được cái gì đó người ta mới dùng lời để người ta viết nhạc, và em nghĩ rồi là cái chuyện này là có chứ không phải là không đâu, chứ không phải là cái chuyện mà mình nói khơi khơi đâu, rõ ràng là có sự bắn nhầm rất là thường xuyên và rất là nhiều, giống như nó pháo đẩy đó, đó có gì nó mình không rồi biết là khi nào nó bắn bắn khi nào và nó rơi ở đâu không biết, không mà biết tất cả là đang bình thường không đúng không? Cái chuyện đó là có thật, là không biết là chứ còn dàn trận nhưng mà đánh thì nó lại đơn giản là còn biết đường mà tránh, những cái kia là chịu nghe cái các bục phát là coi gọn luôn, không biết thế nào, nổ vài là bắt đầu là chạy xuống là hầm rồi trú ẩn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng không có quả thôi, ngồi cả ngày cũng không có quả thứ hai đấy. Chứ còn cái kia mà dàn trận mà đánh, mà khi mà nó dàn trận nó nã pháo trước là rồi sau máy bay nó quần hoặc là nó bom trước thì bắt đầu sau pháo nó bắn thì bắt đầu tăng nó lên, thì cái đoạn nó biết đường mà tránh, chứ cái kia thì chỉ có một quả duy nhất đấy, là không có một cái đó, có khiến bắn cái ra giữa đầu không có quạnh đấy, cái sợ nhất là cái pháo đấy, là cái chuyện đó là có thật ở trong trong đến. Nhưng mà mình ở miền Tây thì lịch sử này là hầu như là các cái vị trí mà then chốt gò cao đó, chỗ vùng ở đến nơi là nó chiếm hết đó. Chứ còn quân giải phóng là chủ yếu là vào vùng sâu vùng xa trong rừng ở trên này, ở đến nơi các cái vị trí mà then chốt mà gò cao mà thuận tiện giao thông đường bộ là hầu như không có, hầu như là tôi nói là hầu cũng có nhưng mà hầu như là không có đấy, chứ là không đi toàn nó vào đến nơi là xung quanh là nước, đến nơi là vào cái ở trên 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 mắc võng là ở trên các cái cây rừng tràm với trong cái rừng nước đấy, cái cây bần đấy là dưới là nước, trên là mắc võng, ở trên ở, chứ còn cái mà vũ là làm được kia là rất hiếm rất ít đấy. Là cái cứ là ở ngoài cứ cũng đến mức độ là ít khi mà có được, hoặc là phải trà trộn ở lại trong dân, hầu hết các số thương binh ở đơn vị mình có những anh ở cũng người Thanh Hóa mình nó vào từ những năm 65, nhưng mà sau khi mà cái tàu cái đoàn thuyền tàu không số của mình vũ khí vào Nam xong, nên là ở Cà Mau bắt đầu là có cái cảng là bắt đầu ra đưa ra ngoài Bắc nữa. Nhưng mà sau này là bị nó phát hiện ra thì hầu như là cái đường tiếp tế đi đường biển là không còn nữa, phải đi sang qua Campuchia hoặc là đi đường công khai, thì đường công khai thì những cái anh là thuộc là cán bộ cao cấp là bí mật đến nơi là bắt đầu đi đường công khai là theo giấy tờ giả, bắt đầu đi qua Sài Gòn là cứ thế là thẳng ra ra ngoài đi, chứ còn cái số mà thương binh biết thì hầu như bị nằm kẹt lại nằm hết đấy, bị cụt tay qua cụt cái câu chân mà chuyện sức Covid này yếu nè anh Văn, anh Văn có. qua cái tình hình Covid ở khu vực này nè, theo anh đó có cái lời nhắn nhủ gì tới người nghe trong cái việc dịp lễ sắp tới nè, vì cái kỳ Hôm lễ này qua là cái kỳ đã dài.
Theo mình ấy thì trong cái Covid mà hôm nay là mình thấy đọc thế như là thành phố Hồ Chí Minh là bắt đầu dừng bắn pháo hoa rồi đúng không? Lại có Dạ quyết dạ định là dừng dừng bắn pháo hoa rồi chứ 30 tháng 4, 1 tháng đúng rồi 5 này sẽ là bắn pháo hoa. Nhưng mà theo cái tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Theo như mình cũng khuyên rằng thôi ngày vui thì ta còn nhịn lại một hôm không, một năm không sao. Và cái điều kiện ta giữ được còn lại là cái yên ổn, đất nước được yên bình, không bị các đại dịch xảy ra thì năm nay ta không đi, để sang năm ta đi. À, thì tốt nhất thì mình vẫn khuyên là thôi thì cái gì là nếu như mà đi thì ta dành lại cái thời gian khác, à, ta còn sống là còn thời gian ta đi, chứ nếu mà đi vào là gây ra là cũng nguy hiểm. Mà hiện giờ là đối với Campuchia mình đọc theo dõi liên tục, bây giờ Lào cũng bị rồi, Campuchia cũng ngót nghét cỡ 100 người chết rồi, mà cũng là bị này thì bị gọi là nguy kịch rồi đấy. Bởi vì là hai thằng tướng, một thằng thiếu tướng một thằng trung tướng là bị lỗi khỏi vòng và khả năng là ngồi nhà đá rồi. Thái Lan cũng thế, mà cái chỗ là rất nguy hiểm ở trong đấy, vì trước cái khu đó mình biết là đối với giữa Việt Nam mình với Campuchia cái biên giới nó không như Lào. Đối với Lào nó còn cái dãy núi Trường Sơn, đồi núi nhiều, chứ đối với Campuchia thì hầu như nó là bằng phẳng ruộng qua một cái sông Vĩnh Tế, ngoài này là sông Vàm Cỏ Tây, đi con không có đồi núi, nó này chỉ một bước chân là sang, hắn rất nhẹ nhàng, thì cũng nên đề phòng. Mà đề phòng là tốt nhất là không nên đi Covid, Ở là dùng đi về đi 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 vì Covid mà mình bản thân trước hết là cho chính mình, thứ hai là bây giờ là cho cộng đồng, mà để là tránh hãy đi, và cũng nên nên là khẩu trang cũng nhất là đi làm. Chứ còn cái tổ chức 30 tháng 4 thì năm nay thì các tỉnh hầu như tất nhiên có ảnh hưởng đến đến Covid đấy, nhưng mà hầu như là bây giờ cái tổ chức là cũng không nên rầm rộ như như trước, còn bây giờ chỉ là một số các điểm chính do nhà nước chỉ đạo và cái này làm. Thì mình nghĩ là trong cái dịp này thì cũng nên là dân mình cũng nên nên nên, nên hạn chế và đi thực hiện cho nó tốt, mà Covid chứ không nên chủ quan. Mà chính thằng Ấn Độ là chủ quan cho nên mà bị, chính chủ quan của Ấn Độ là cho là các cái hội hè là để cho thả cửa, cho nên bây giờ là vượt không kịp. Mà chính Mỹ cũng có hai cái quan điểm khác nhau là 7 lần thì phải có khẩu trang, có Covid thật, có dịch bệnh thật, nhưng mà Trump này cũng không việc gì hết, là đeo khẩu trang là mất quyền tự do. Thì chính như thế thì thằng Mỹ cũng chết dở vì Covid, vì hiện giờ vẫn là đứng đầu thế giới, Ấn Độ đứng thứ hai thôi đấy. Thì chính cái chỗ mà không chấp hành một cách, cái nơi mà không có đảng cộng sản lãnh đạo mà đảng duy nhất, thì mà cứ loạn đảng như thằng Mỹ thì là chết, mà Ấn Độ thì cũng nhiều đảng, thì chính là cái chủ quan là đến nơi là bị, mà nhiều nước đến nơi là sẽ cũng dính ở đấy đấy. Thì mình nghĩ cái này là mình chống dịch là phải đứng là hàng đầu rồi đấy. Mà hiện giờ mình đang giữ mà nhà nước cũng lo, mà trung ương chỉ đạo rồi bên ngành y tế đến nơi là thấy hiện giờ là tăng cường đến hơn 400 các cái điểm kiểm dịch, điểm chốt của công an biên phòng giữa Lào với Thái Lan, là các cái điểm là đi đấy. Cho nên là tại sao mà Bộ Y tế phải tăng cường làm cái bệnh viện dã chiến ở thành phố Hà Tiên đấy, là đấy là đôn để đề phòng xảy ra để không bị động. Chứ thực tế ra không phải là Hà Tiên là đến được phải xây bệnh viện dã chiến để điều trị cho bệnh nhân Covid thì chưa xảy ra, mà đã có cái đi trước. Cho nên là riêng về cái chủ trương mà mình rất tin tưởng là cái chủ trương là đốn trước và đề phòng trước, có phương án chống, ta là phòng hơn chống. Cho nên là cái phòng bệnh của mình là rất rất tốt, và cũng đề nghị mà mọi người là chúng ta là nên chấp hành tốt. Thì cái chỗ Covid thì mình nghĩ là nên không đi, không đi. Đấy, chứ còn bọn mình là trước đây những ngày này thì anh em mình nhớ như ngoài Bắc là bây giờ đồng ngũ với nhau là hoặc là chiến trường xưa là vẫn là gặp nhau, là cái chuyện đó là ăn uống chơi bời là bình thường trong cái điều kiện có thể. Đấy, trong điều kiện có thể. Còn mình cũng khuyên mọi người cũng như thế, đi kể cả là trong đấy muốn ra ngoài Bắc, ra ngoài Hạ Long hoặc đi Sầm Sơn, đi Nha Trang đi mà thăm thì cũng nên là cần thiết lắm thì mình không đi đấy. Thì cứ qua đi Đâu sẽ xong cái đại dịch đi, giờ rồi bắt đầu mình đi không muộn, khi mình còn đủ thời gian, còn đủ quý thời gian. Thì năm nay mình 21 không đi thì mình đi 22 đấy, đầu năm không đi thì cuối năm, chứ không ấy chứ một bữa duy nhất. Mình nghĩ theo mình nghĩ thì riêng cái chỗ Covid thì mình cũng 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 khuyên, mà cũng rất mừng là ở mình là yên ổn. Thì cuối cùng xuyên suốt mà cái cuộc cách mạng thì mình có thể nói rằng là
đến giờ phút này, và có nghĩa là rồi có thể là cũng mãi mãi mai sau là mình vẫn tin tưởng là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là người lãnh đạo duy nhất cho mọi cuộc cách mạng thắng lợi từ khi thành lập cho đến nay ở các toàn mọi mặt trận là đều được, và mình tin tưởng. Còn riêng cái chỗ này mình nói thêm cái thì cái chỗ mà bọn phản động Việt Giang thì cũng hay đi nói về xỉa xối vào cái bầu cử, thì mình nghĩ có liên quan, nó có liên quan cái ngày bầu cử, thì mình nghĩ thì cái bầu cử của khóa của mình vừa rồi là họp đi họp lại có cái hội nghị hiệp thương để giới thiệu các đại biểu, thì cái việc nó là cũng bình thường. Còn riêng mình có tin cũng hay nói với thằng cha nhà báo Đỗ Dũng nó vẫn nói bây giờ đã sắp đặt đã xong cả rồi, nhưng mà nó không biết thì ngay Thanh Hóa mình nhớ không nhầm thì cách đây cũng khoảng đến 7-8 năm, cái cách đây không hai khóa không khóa 11-12 là phải bầu cử lại vì đại biểu quốc hội á, tức là không đủ số lượng, tức là quy định là 5 người nhưng mà mới bầu được có 4, thì vòng một không được thì lại bổ sung là bầu lại để cho đủ được cái số lượng là 5 người quy định. Đấy. Thế thì bây giờ mình nói là nếu như đã sắp đặt đã yên bài rồi thì nhà nước còn làm gì phải đi bầu lại, thì thế được coi cái đã chế định, cho nên là chính vẫn bị cái xuyên tạc, nó không nhìn ra đã bầu nhưng mà nếu như không đủ được số lượng phân bổ về các vùng thì vẫn phải bầu để cho đủ được số lượng. Đấy. Nên phải hiểu mà chính như mình là Thanh Hóa mình đã gặp rồi. Đấy, là phải bầu lại vì thiếu chứ là chưa đủ, có những cụm phải bầu để cho đủ được cái số lượng mà phân bổ về địa phương. Đấy, cho nên không có cái chuyện gì là sắp đặt. Đấy, còn vừa rồi là bầu lại vì nó liên quan đến đại hội đảng dân là thứ 13 là thay đổi một số các vị trí chuyển chuyên trách về công tác đảng, thì thiếu hụt chỗ nọ chỗ kia thì đó là bầu bổ sung. Đấy, chứ không phải là sắp đặt. Đấy, một số các vị trí nên là các cái hội là nó cũng hay dựa vào đấy, và mình hy vọng đến ngày bầu cử cũng thế, 23 tháng 5 thì là cái ngày là bầu cử cũng là một ngày hội, thì những cái ngày đấy thì mình cũng chấp hành tốt và khẩu trang mới được theo quy định giãn cách vân vân, tùy theo từng vụ và cái dịch nó xảy ra thế nào thì mình chấp hành tốt, và mình vẫn hy vọng được là sẽ không có để ra xảy là ra lần thứ tư, và ta bị ba rồi không nên là xảy ra lần thứ tư, thì vẫn hy vọng là tốt như thế. Thôi thì mình cũng xin chào con thư và mọi người.